Đấy, báo cáo với các bác là đây là đang làm thủ tục chuyển 5 em này đi đi đâu nhỉ? Đi Khoái Châu, Hưng Yên. Thì cái ekip của bên mình là như sau. Thì thứ nhất, các bạn có thể thấy là đây là mình có cái như này để nhà xe họ nhận và yên tâm khi mà vận chuyển con giống, nó có nguồn gốc, có địa chỉ. Và đây là văn phòng ở Hà Nội, đồng chí Khương sẽ phụ trách 0942089769. Và mình sẽ gửi xuống Mỹ Đình. Thế còn cái nội dung ở đây thì là nội dung tiếp theo là nội dung đồng chí này là khách hàng về xã Đình Kiều, Khoái Châu, Hưng Yên đó. Và bên mình có trả cước tất và tính tất cả những cái phí kèm theo. Và bên dưới đây thì mình có gửi theo cả cái bản hướng dẫn một số lưu ý trong quá trình chăn nuôi, thì các bác nhận được, các bác sẽ kiểm tra đầy đủ đấy. Và trước khi đi thì báo cáo với các bác là đây là những con này là chúng tôi là có số mã đầy đủ này. Đấy. Số đấy, có mã số nhá, con nào nó có một cái mã số các bạn đấy. Thì những con này là rất là đảm bảo rồi, chân cẳng rất là thẳng đẹp đó, để chuyển cho các bác đó. Đấy. Nếu quý vị các bạn mua con giống đà điểu thì nên gọi thẳng cho chúng tôi 0163530982. Còn bây giờ tôi xin phép tạm ngừng video để tôi chuyển cho nó kịp xe. Thân ái chào tạm biệt.